Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thu không đủ chi, nợ công 3,2 triệu tỷ loay hoay vay mới trả cũ. Trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, Chính phủ Việt Nam cho hay dự báo đến cuối năm 2019 nợ công ở mức 56,1% GDP giảm so với 58,4% GDP năm 2018. Chính phủ cũng dự báo tỷ lệ nợ công năm 2020 còn giảm nữa ở mức 54,3% GDP theo truyền thông trong nước. Nợ công giảm nhưng vay lại tăng lên. Chính phủ Việt Nam vừa tuyên bố dự kiến vay thêm 460.000 tỷ đồng vào năm 2020. Trong đó một phần là vay để bù đắp bội chi ngân sách trung ương, một phần để trả nợ gốc và một phần vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội. Vì sao lại có chuyện tưởng như ngược đời như vậy? Vay nợ mới để trả nợ cũ. Vấn đề là dù nợ công giảm trên báo cáo nhưng khả năng trả nợ lại là một vấn đề khác đáng lưu tâm theo Vietnamnet. Áp lực trả nợ của chính phủ Việt Nam ngày càng lớn hơn và tiền làm ra không đủ để trả nợ, không đủ bù chi khiến cho chính phủ phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Theo báo cáo, dự kiến chính phủ có nghĩa vụ trả nợ khoảng 379.000 tỷ đồng vào năm 2020 và nghĩa vụ trả nợ của ngân sách đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài, rất chậm. Việc này làm ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng nguồn vốn vay, trong khi nhà nước vẫn phải chịu chi phí cho các khoản vay đã ký và chưa giải ngân. Ông Võ Hữu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính phát biểu hồi tháng 6 2019 rằng một trong các vấn đề tác động đến sự an toàn nợ công của Việt Nam là việc các khoản vay sắp đến hạn phải trả. Ví dụ nhiều khoản vay trong nước cơ bản phải trả vào năm 2020 và 2021, một số khoản vay ODA phải trả nợ gốc vào năm 2020 làm gia tăng áp lực trả nợ vào thời gian tới. Nhu cầu trả nợ gốc gia tăng trong những năm gần đây. Năm 2017 là 144.000 tỷ đồng, 2018 là hơn 146.000 tỷ đồng, năm 2019 xấp xỉ 200.000 tỷ đồng và dự kiến năm 2020 là 379.000 tỷ đồng. Điều đáng nói là dù ngân sách hàng năm vẫn liên tục tăng cao nhưng vẫn không bù nổi chi, theo Bộ Tài chính. Năm 2019, thu ngân sách dự kiến thấp hơn chi ngân sách 222.000 tỷ đồng. Chính vì thế mà chính phủ Việt Nam dự kiến năm 2020 sẽ phải vay để bù đắp bộ chi ngân sách và trả nợ gốc 2019 lên đến 460.000 tỷ đồng. Con số này năm 2018 mới là 363.000 tỷ đồng và năm 2017 là 340.000 tỷ đồng. Dù do kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nhận định rằng việc chính phủ nước này tiếp cận với các khoản vay mới theo điều kiện thị trường có lãi thả nổi làm tăng rủi ro cũng như chi phí vay. Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khi thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước 2017 đã lưu ý rằng tổng số nợ công năm 2017 vẫn tăng so với năm 2016 trên 200.000 tỷ đồng. Quy mô nợ tiếp tục tăng qua các năm theo tường thuật của Vietnamnet. Trong khi đó, ngân sách trung ương vẫn chưa có thặng dư để trả nợ. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Chí Hiếu trả lời phóng viên, vay nợ mới để trả nợ cũ tiềm ẩn rủi ro cho nền kinh tế quốc gia. Ông Hiếu nói, dùng nợ cũ để trả nợ mới ở Việt Nam gọi là tái cơ cấu nợ. Nhưng nếu chúng ta sử dụng tái cơ cấu chỉ để trì hoãn việc trả nợ, thì điều này rất nguy hiểm vì đến cuối cùng dư nợ cứ thế tăng mãi. Cái rủi ro, cái nguy hiểm của tái cơ cấu nợ là chúng ta có một cái ảo tưởng là mình có trả nợ, nhưng thực tế là nợ càng ngày càng phình to và nó tạo ra rủi ro về tài chính cho quốc gia. Còn tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng đây là một vấn đề rất nguy hiểm và rằng để giải quyết tình trạng nợ công, Việt Nam cần cắt giảm chi thường xuyên và tinh giản bộ máy. Mới đây, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody Inverter Server Moody's thông báo về việc xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với các khoản vay bằng nội tệ và ngoại tệ của chính phủ Việt Nam hiện ở mức BA3.
cơ sở để Moody đưa ra xem xét và đánh giá cho rằng những hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ quan chính phủ dẫn đến tình trạng chậm thanh toán nghĩa vụ nợ chính phủ. Nợ công dù giảm vẫn lên đến hơn 3,2 triệu tỷ đồng. Áp lực trả nợ đang ngày càng lớn lên, nhưng tiền làm ra vẫn không đủ để trả nợ, cho nên chính phủ vẫn phải vay nợ mới để trả nợ cũ. Báo cáo của chính phủ về nợ công cho thấy nợ công Việt Nam ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ đồng, trung bình mỗi người dân gánh 32 triệu đồng nợ công. Về mặt số liệu thì nợ công so với GDP đã giảm. Báo cáo cho thấy các chi tiêu nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 đều đạt và thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu nợ công đã được Quốc hội cho phép. Cụ thể, nợ công chỉ còn 58,4% GDP, mức trần Quốc hội cho phép là 65% GDP. Dù nợ công so với GDP giảm là điều đáng khích lệ, song khả năng trả nợ lại là vấn đề cần phải lưu ý. Báo cáo của chính phủ cho thấy năm 2018 phải trả tổng cộng khoảng 250.000 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 198.907 tỷ đồng, ngoài ra trả nợ nước ngoài là hơn 51.000 tỷ đồng. Trong số gần 200.000 tỷ đồng trả nợ trong nước thì có gần một nửa là trả lãi, trả gốc là 101.657 tỷ đồng, trả lãi là 97.250 tỷ đồng. Việc thực hiện nghĩa vụ trả các khoản trả gốc lãi của chính phủ nằm trong mức đã được phê duyệt tại các nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo đầy đủ đúng hạn theo cam kết chính phủ đánh giá. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ của ngân sách đang ngày càng tăng lên. Ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Bộ Tài chính cho biết, trong các vấn đề tác động đến sự an toàn nợ công của Việt Nam là việc các khoản vay sắp đến hạn trả nợ. Ví dụ, nhiều khoản vay trong nước cơ bản đã đến hạn sau 5 năm vay, tức là năm 2020 đến 2021 tới đây. Một số khoản vay ODA kể cả có lãi và không lãi cũng đến hạn phải trả nợ gốc vào năm 2020, làm gia tăng áp lực trả nợ vào thời gian tới. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy nhu cầu trả nợ gốc tăng nhanh trong một vài năm gần đây. Năm 2017 là 144.000 tỷ đồng, năm 2018 là hơn 146.000 tỷ đồng, năm 2019 dự kiến là 181.970 tỷ đồng. Nếu tính cả chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương, tổng số chi trả gốc năm 2019 xấp xỉ 200.000 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý là dù thu ngân sách hàng năm vẫn liên tục tăng cao nhưng vẫn không bù nổi chi, thu ngân sách vẫn thấp hơn số chi ngân sách thường xuyên. Cho nên để có tiền trả nợ, chính phủ lại phải đi vay để trả nợ cũ. Điều này được thể hiện rất rõ nét tại dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018. Do thu ngân sách năm 2019 dự kiến vẫn thấp hơn chi ngân sách 222.000 tỷ đồng, cho nên chính phủ vẫn phải vay nợ thêm để bù đắp cho phần chi nhiều hơn thu này. Cụ thể, dự kiến tổng mức vay của ngân sách nhà nước bao gồm cả vay bù đắp bộ chi ngân sách nhà nước và chi trả nợ gốc năm 2019 lên tới hơn 425.000 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 224.000 tỷ đồng, còn vay để trả nợ gốc trên 200.000 tỷ đồng. Trong khi đó, con số này của năm 2018 được Quốc hội giao mới ở con số hơn 363.000 tỷ đồng. Năm 2017, số dự toán vay là 340.000 tỷ đồng. Báo cáo về định hướng thu hút quản lý sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi 2018 đến 2020, tầm nhìn 2021 đến 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cảnh báo Việt Nam đã tốt nghiệp vốn vay tín dụng ưu đãi ODA của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7/2017, cũng như của Ngân hàng Châu Á ADB vào 1/1/2019. Khi đó, Việt Nam có khả năng phải áp dụng điều kiện tăng trả nợ gốc vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và ADB hiện hành lên gấp đôi. Kết thúc chương trình vay ưu đãi kể trên, Việt Nam phải chuyển sang vay ưu đãi gần
điều kiện thị trường, việc tốt nghiệp các nguồn vốn vay ưu đãi sẽ làm nghĩa vụ trả nợ gốc của chính phủ tăng lên gấp đôi, đồng thời rút ngắn thời gian vay đối với các khoản nợ hiện hành, đặc biệt là điều chỉnh lại các hợp đồng cho vay hiện tại. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc tiếp cận với một khoản vay mới theo điều kiện thị trường có lãi suất thả nổi làm tăng rủi ro cũng như chi phí vay của chính phủ. Khi thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước 2017 mới đây, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cũng lưu ý việc tổng số nợ công 2017 vẫn tăng thêm so với 2016 với số tiền trên 200.000 tỷ đồng, quy mô nợ tiếp tục tăng qua các năm. Đáng chú ý, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho rằng ngân sách trung ương vẫn chưa có thặng dư để trả nợ. Bên cạnh đó, ứng trước dự toán ngân sách trung ương lớn hết năm 2017 là 86.333 tỷ đồng có xu hướng tăng, tuy không tính trong nợ công nhưng là nghĩa vụ bố trí của ngân sách nên càng khó khăn cho thu xếp nguồn trả nợ các năm sau. Chính phủ cần quan tâm để tiếp tục kiểm soát nợ công và cải thiện dần khả năng trả nợ trực tiếp từ thặng dư ngân sách. Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội lưu ý. Báo cáo mới nhất về hoạt động đầu tư quản lý sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc do Thanh tra Chính phủ công bố hôm 25 tháng 10 cho biết tổng nợ của các tập đoàn tổng công ty nhà nước năm 2018 là hơn 1 triệu 400.000 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ cho biết tổng nợ của các tập đoàn tổng công ty nhà nước năm 2018 giảm 1% so với năm 2017 và chiếm khoảng 54% tổng nguồn vốn của các tập đoàn tổng công ty nhà nước. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước của các tập đoàn tổng công ty nhà nước là 374.025.000 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2017. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết một số tập đoàn tổng công ty nhà nước có số nợ vay trong nước tương đối lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam nợ khoảng 95.000 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia nợ khoảng 114.000 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản nợ khoảng 42.000 tỷ đồng, Tập đoàn Viễn thông Quân đội nợ khoảng 28.000 tỷ đồng, Tập đoàn Hóa chất nợ khoảng 27.000 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Xi măng nợ khoảng 11.000 tỷ đồng. Cũng tin liên quan, theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội thì trong số 12 dự án thua lỗ ngành công thương có nhiều dự án lỗ nặng và tổng nợ phải trả hơn 7.000 tỷ đồng. Các dự án thua lỗ được Chính phủ nêu ra như công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất nợ 7.000 tỷ đồng, nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ nợ 7,8 nghìn tỷ đồng, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi nợ 1,3 nghìn tỷ đồng, dự án sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước nợ 1,8 nghìn tỷ đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.